Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị ban giám khảo. Em là Trần Thanh Thảo và em đến từ Thừa Thiên Huế. Năm nay em 25 tuổi và hiện tại em làm trợ lý thư ký tổng giám đốc và chuyên viên sale của một công ty bất động sản. Thank you.